Trúc Tâm, bên Miu xin chào anh em. Trước mắt quý khán giả ngày hôm nay thì bên em xin phép test chất âm đẳng cấp của cặp loa STX825 kết hợp đồng bộ với súp STX818. Anh em có thể nhìn, đây là combo đồng bộ full tục sốt bên Trung Tâm Hiền Miu. Xin phép quay sơ lược về thiết kế của hệ thống dàn loa máy ngày hôm nay. Cấu hình này thì cặp STX825 sẽ sở hữu 2 bát 40, một chép kèn, thế ốc bát từ thường và chép kèn neo cô 100 và một đôi súp bát 50 đơn. Combo này đặt quá đẹp bắt mắt luôn. Mặc dù hàng full shop nhưng bên nhà mình tháo ra để anh em kiểm tra và ngắm nhìn về độ mới của combo này. Quá đẹp luôn. Với combo này thì anh em chơi bền bỉ vĩnh cửu mãi mãi luôn. Chơi hàng chục năm bắt đầu mới xuống đến âm thanh bãi. Tiếng của nó cực kỳ sắc nét và chi tiết luôn. Anh em đang nghe một bản nhạc modern tắc kinh, đỉnh cao, nhạc Tây. Anh em nào nhu cầu đầu tư về combo này thì liên hệ bên em nhé. Quá hay luôn. Hàng full từng xốp thì anh em nhìn thấy cái màu vàng nó cực đều và cực đẹp luôn. Đẹp chất và giá cả thì đã có thị trường can thiệp rồi, anh em mua thì không bao giờ sợ mua phải đắt. Ở những combo này nó là hàng dòng, hàng thương hiệu, hàng tên tuổi đỉnh cao rồi. Anh chị bác nào có nhu cầu đầu tư là liên hệ trực tiếp thôi. Quá hoành tráng và đẳng cấp luôn anh em nhé. Em sẽ test một đoạn nhạc mạnh này để anh em cảm ơn. Đánh một bản nhạc modern tắc kinh đỉnh cao.